À, tối đêm nay 12 giờ khuya chúng ta sẽ có khóa tu nay 29 ha ừ. không mà những đứa thấy 12 giờ khuya tu cũng đặc biệt thiệt nha không có buồn ngủ quý vị ơi tỉnh lắm á thử đi ai mà chưa có thức 12 giờ khuya tu tưởng đâu 12 giờ khuya là buồn ngủ lắm đúng không thử đi biết Thế nó thức đi mới biết đêm dài mình <laughs> đây là có cơ hội tu tập đặc biệt cái mà cái giờ đó nó thanh tịnh lắm nghe quý vị trong một thờ tu đó chắc cũng bằng bốn thờ một ngày nhập lại chưa bằng thờ tu 12 hai giờ khuya đặc biệt lắm nhớ thì biết rằng chúng ta niệm phật này mỗi ngày giống như mình là thí sinh mà mỗi ngày đang làm bài còn phật a di đà với đức thích ca mâu ni giống như giống như ban giám khảo mà các ngài đã đưa lên cái đáp án để mình thi đậu đó là khi cuối cuộc đời của mình là đáp án là câu phật hiệu tuy là thấy có một câu phật hiệu nhưng mà cái đáp án này khi cuối đời cũng không đơn giản vì chính bản thân nhận Đức à, nhìn thấy nhiều người lắm. Nên đừng bao giờ dội vàng à, cho rằng cái đáp án này là đơn giản mà bê tha nha. Không đơn giản như mình nghĩ đâu. Nên mỗi ngày phải à, siêng năng kỳ công lắm á. Phải là siêng năng. Nhớ kỹ câu là trông vào người không bằng trông vào mình. Nhớ. Trông vào người không bằng trông vào mình đâu nên đại lão à, thượng ngãi hiền ngày nói một câu rất hay. Mà chúng ta càng tu tập chúng ta mới uh, kiểm định lời của ngài càng sâu sắc. Một câu cực kỳ hay và cực kỳ từ bi. Và thượng ngãi hiền ngày nói rằng hộ niệm không chắc ăn. Câu này hòa thượng ngãi hiền nói không đơn giản chút nào cả. Hộ niệm không chắc ăn. Bây giờ những đức ví dụ chỗ này cho quý vị nhận thức thì quý vị, vị hiện tại sẽ siêng niệm Phật liền Không dám trông vào Những cái bên ngoài Thí dụ như bây giờ mình Là một thí sinh hát khi chúng ta đến một cái nơi đó để mà chúng ta mà, mà, mà thi để mà mình được đậu hay không thì mỗi ngày quý vị, vị phải xuyên hát cái bài hát đó nhất định những bài hát quý vị phải cực kỳ xuyên hát hát lão luyện hát hay hát có cảm xúc Nghĩa là bài hát đâu phải là thuộc là bình thường đó quý vị Mà khi mình hát mình phải nhập tâm vào bài hát Thì mình hát cái bài hát đó nó mới có hồn được Giống như câu vật hiệu này cũng gì Niệm mà phải, phải, phải làm sao xuyên niệm Và những lúc mà buồn khổ nhất cũng dẫn niệm Phật Và vượt qua lúc đó bị niệm Phật Nó mới thật sự là nó có cảm nhận và có cảm xúc với với cái câu vật hiệu mình nghe và khi mình niệm mình nghe. Ừ thì thật sự mà nói khi mà một người mà mà đã là muốn đi thi khi mình đi hát mà đậu là người này phải tập luyện dữ lắm. Chứ không thể nào đợi đến lúc mà chúng ta đến cái chỗ mà thi mà nhờ người ta nhắc giùm mình. Bây giờ người ta có thể nhắc giùm mình vài câu nhưng mình phải thuộc bài kia. Thì lúc nào mình hơi sắp sửa quên nhắc một cái mình nhớ. Thì còn có thể. Chứ nếu như thường ngày mà không lo thì đến lúc đến thi dù có nhắc cái nào chịu thua. Giống như hộ niệm vậy thôi. Hộ niệm là người ta nhắc mình, quý vị à, mà bản thân mình mỗi ngày có được quân tập hay không? Nếu mình trông chờ vào hộ niệm, Hộ niệm là chắc ăn Vậy thì hàng ngày mình không quân tập vậy là đến lúc mình cặn tới nghiệp là quý vị trở tay không kịp. Vì người ta có niệm phật, hộ niệm nhưng người ta đó là người ta chỉ là niệm hỗ trợ, niệm nhắc nhở mà bản thân của mình thì lại không có tiếp nhận được gì thường ngày không quân tập thường ngày không quân tập dù người ta có niệm khô hơ cạn tiết thì bản thân của mình vẫn không niệm theo vì mình mê nó đóng tâm lại sao nghe được đâu mà được lợi ích nên những người nào cho rằng hộ niệm là chắc ăn giảng sanh thì việc này là chính bản thân quý vị chứ không phải là cái người được hộ niệm vì cái người được hộ niệm là người phải tính nguyện thường ngày được quân tập mình chỉ là người hộ niệm là người hỗ trợ Giúp đỡ thôi Nó, Chứ không phải là người quyết định Cho cái việc người ta giảng sanh Cái người quyết định giảng sanh là chính bản thân họ Còn mình quyết định giảng sanh Là chính bản thân mình Là người phải niệm Phật được Vì nguyện thứ 18 của Đức Phật A di đà đưa lên rằng Chúng sanh mười phương nghe danh hiệu Của Ngài là Ai-di-đà Phật Chí tâm tinh ưa niệm danh hiệu Ngài Đến khi mệnh chung chỉ cần niệm từ một niệm hiệu niệm đến cùng tin ưa là càng niệm càng thích tin ưa ưa là thích niệm đấy vị quân tập thích niệm khi cận tử nghiệp được hộ niệm là hỗ trợ hỗ trợ là nhắc nhở mình sự thật mà nói thì cái người niệm phật giảng sanh không phải là được hộ niệm giảng sanh mà cái người niệm phật mà được giảng sanh là do tính nguyện giảng sanh dù người này có được hộ niệm hay không được hộ niệm cũng được giảng sanh mà được hộ niệm thì hỗ trợ được một chút nữa Yeah. Hỗ trợ thêm một chút nữa. Giống như mình đi đường mình đã có khả năng đi rồi. Nhưng mà mình khát nước. Người ta cho mình miếng nước uống. Còn nếu không cho uống nước. Thì mình vẫn đi được tới gì tới nhà. Cái khả năng đó mới là quan trọng. Còn nếu như chống chờ người ta cho uống nước. Mới đi về tới nhà. Nếu không gặp nước. Không lẽ mình đi đâu đây. Đó. Nên cái quan trọng của niệm Phật giảng sanh. Là phải gây dựng chính mình. Như bản thân những đức thấy rõ ràng luôn. Lúc thường ngày những đức lo cho chúng. Cả một đại chúng thiệt là đông. Nhưng khi mà bản thân mình gặp sự cố Thì bản thân mình phải tự chống chịu Và bản thân mình phải cứ đứng lên Và cố gắng nhiệt liệt đứng lên Không thể nào trông chờ ai cả Như vậy thì trong gia đình mình hay bạn bè của mình cũng vậy luôn Không thể nào chúng ta trông chờ vào họ Mà chúng ta phải quân tập cho chính mình Dù là thường ngày mình cũng lo cho một gia đình Nhưng cái chỗ mà hành trang Mà để lo cho mình Đó là bản thân mình phải siêng tu siêng niệm Phật và biết rằng cuộc đời này duyên hợp duyên tan và có lo cỡ nào thì cũng là một ngày nào chia tay Nên chúng ta phải biết quân tập cho chính bản thân mình Đó là người thông minh nhất Nên một người niệm Phật Mà nghĩ rằng hộ niệm là chắc ăn Mà mỗi ngày không chịu siêng niệm Phật Không quân tập tính nguyện Tính nguyện là gì? Tính nguyện là khi chúng ta gặp sự cố Gặp sự trở ngại Bản thân mình vẫn niệm Phật Thuận duyên cũng niệm Phật nghịch cảnh cũng niệm Phật Thương mình cũng niệm Phật Mà ghét mình cũng niệm Phật Khen mình cũng niệm Phật Mà chê bai mình cũng niệm Phật trong hoàn cảnh nào mình cũng niệm phật gọi là trí tâm tinh ưa mà cái trí tâm tinh ưa này nó gây dựng trong nghịch cảnh nghịch duyên nghịch cảnh nghịch duyên mình dẫn vui vẻ quan hỷ trả đi niệm phật thuận cảnh thuận duyên chúng ta không dính mắt chúng ta dẫn niệm phật đó gọi là trí tâm tinh ưa tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc cái này cực kỳ quan trọng nếu như mỗi ngày đặt để vào cái chuyện là hộ niệm là chắc ăn đưa quý vị vào cái chuyện hộ niệm là chắc ăn bản thân người ta sẽ giải đại sẽ giải đại nó giống như cha mẹ có của cải sẵn Cha mẹ có của cải sẵn Cha mẹ nói với con Con cứ yên tâm Dù cuộc đời con có như thế nào đi chăng nữa Thì của cải của cha mẹ con xài hoài cũng hết Con xài không có hết đâu Có những người làm cha làm mẹ ngồi đây Quý vị của cải rất là nhiều Con quý vị có thể xài đời con đời cháu cũng chưa hết Quý vị cho rằng là tiền này không thể nào xài hết được Nhưng chưa chắc Khi phước nó đã hết rồi Nó sụp đổ bằng một cách lạ kỳ à, Khi phước nó hết rồi Nó sụp đổ một cách lạ kỳ Nó không phải xài Mà nó biến theo hư không Nó tan biến theo hư không Và tứ đại trả về cho tứ đại Một cách một cách sụp đổ Hoàn toàn cực kỳ nhanh Nên mình làm cha làm mẹ Mà mình cho con mình Một cái việc mà gọi là Khỏi cần lo Của cải của cha mẹ con cứ yên tâm Là đứa con này nguy hiểm khi lỡ bản thân mình gặp sự cố gì một cái Là con mình sẽ hoàn toàn hụt hẳn Nó không đứng lên nổi như những đứa con tự lực gánh sinh Thì cũng giống hệt như quý vị cho rằng Hộ niệm là chắc ăn Có hộ niệm là yên tâm để giảng sanh Thì quý vị mỗi ngày không lo gì cả Giống như đứa con nhà giàu không cần bản tâm đến. Chỉ cần sống khỏe khỏe bình thường thôi Đến khi có gì thì cha mẹ lo Lỡ cha mẹ không còn thì sao đứa con này sống nổi Lỡ không có ban hồ niệm thì người này trông vào ai nên chúng ta phải cho họ một hành trang Là bản thân họ phải gây dựng Bản thân họ phải siêng năng Bản thân họ phải mỗi ngày tu Như bản thân những đức mỗi ngày cũng phải tu Và bản thân mỗi ngày phải bấm số niệm Phật Và phải siêng niệm Phật Và việc thiện việc tốt thì phải cố gắng làm Việc ác phải cố gắng điều chỉnh xóa bỏ đi Là không buồn giận người khác để trong tâm Và phải siêng năng cực kỳ siêng năng Để cái nhân viên này cực kỳ thù thắng thì cái cuối cuộc đời được hỗn niệm một chút nữa thì quá thù thắng Tại vì sao mình đã có khả năng đi rồi mà còn có người hỗ trợ nữa, giống như hổ mọc thêm cánh vậy À, thành công còn nếu như bỏ vào cái chỗ là cứ tin hộ niệm có hộ niệm là thành công được khai thị là yên tâm chưa chắc vì lỡ chúng ta mê dù có nói gì chúng ta cũng không nghe lỡ chúng ta mê dù có nghe niệm phật người ta niệm mình cũng không nghe được vì đó là chuyện của người ta niệm chứ không phải chuyện của chính mình chỗ này quý vị nên nghe và nhận thức sâu sắc thật sự nhưng đức đưa cho quý vị là đưa một cái khả năng đưa một cái hành trang thì chính bản thân những đứa đã trải nghiệm được điều này rồi ở trong một đại chúng mấy ngàn người khi những đứa gặp sự cố bây giờ bản thân những đứa phải chịu một mình nè. nếu như những đứa không đứng lỡ lên những đứa đi cầu ai đây những đứa không thể nào cầu ai được hết quý vị à? thật sự luôn à. bản thân những đứa bây giờ phải phát huy nè. thật sự luôn đó thì chính quý vị cũng sẽ gặp những trường hợp có khi như vậy nhẹ hơn còn những đứa thì làm lớn thì gặp lớn nè à. à, thật sự luôn á những đứa gặp lên bờ xuống ruộng luôn nè mà bây giờ những đứa phải niệm phật thôi hãy tu thôi nên nhà Đức có thấy câu vật hiệu cực kỳ thù thắng Thật sự chúng ta là những người bạn sen gặp nhau Trong cuộc đời này quá tuyệt vời Thật sự rất tuyệt vời để khuyên nhau Thì bây giờ Chúng ta cùng kết bạn với nhau Để niệm Phật cầu sanh cực lạc Các vị nhớ Bạn của mình gặp những sự cố trở ngại cực kỳ lớn luôn Nhưng mà dẫn niệm Phật với mình Đó là điều được sự trải nghiệm qua Tính nguyện Nếu như bản thân nhà Đức trách Phật Bồ Tát Vì sao con đối với Phật Bồ Tát Con làm việc hết lòng con lo cho chúng sanh Mà tại sao Phật Bồ Tát để cho con gặp nhiều sự cố trở ngại gì Thì thua Thua Thật sự mà nói Giống như lửa thử vàng Nó có nghĩa là vàng này Chắc là vàng hay không Phải dùng lửa Thì thử Con người có tính nguyện niệm Phật giảng sanh hay không Phải dùng sự trở ngại để thử Trở ngại không đơn giản đâu quý vị ơi chỉ cần mà buông xuôi một cái thôi là bứt cái tâm liền Giống như trở thành người thế gian như ngày xưa Ác luôn Đi ăn nhậu bê tha trở lại luôn Bình thường luôn Hư hỏng luôn vậy đó Nó không phải đơn giản đâu Nên những Đức nói rằng bây giờ những Đức phải cố gắng Chỉ có cách niệm Phật thôi Khuyên người để khuyên mình thôi Đó là những điều chúng ta tu xong chia sẻ như vậy Quý vị ngồi nhận thức Để bản thân mọi người nên cố gắng Đừng bao giờ trông vào ai Hãy trông vào mình đi Giúp người nhưng đừng trông vào người Hãy trông vào chính mình Và cố gắng trông vào mình để niệm Phật Đó là cái đặc biệt nhất Nguyện tâm bảo gia hộ cho quý vị Tính nguyện niệm Phật kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm Khi bỏ báo thân này Chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc Chúc quý vị an lạc Ai di là Phật Ai di đào Phật Ai di đào Phật Ai di đào Phật Sắp sửa ăn cơm chưa Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng nha Ai di đào Phật Ai di là Phật Ai di là Phật Ai <laughs> うん。<noise>